phá hết đi nếu như anh muốn. Anh nghĩ là anh sẽ đẩy tôi vào tù, nhưng không, ngược lại. Có một kẻ đang theo dõi tôi. Tôi sẽ cởi trong biển số xe của hắn, tìm hiểu xem hắn ta muốn cái gì và đặc biệt là hắn ta là ai. Nhưng phải làm nhanh lên. Cậu nên nhớ là tất cả mọi việc đều phải đánh đổi bằng một thứ có giá trị tương đương. Đưa cậu ta ra khỏi đây đi, nhanh lên, bình tĩnh đi canh. Chiến thần báo thù, bộ phim dài tập đình đám của Colombia được phát sóng trên kênh VTV9 tất cả các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến chủ nhật. Mời quý khán giả đón xem.